24 phẩm khi học. Bấy giờ Thiện Hiện bạch Phật: Thế nào là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát mà các Đại Bồ Tát học trong đó được gọi là học bình đẳng? Phật dạy: Thiện Hiện, pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát học trong đó nên gọi là học bình đẳng. Do học bình đẳng nên mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa, này Thiện Hiện, giác uẩn cho đến thức uẩn không là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Nhãn xứ cho đến ý xứ không là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Sắc xứ cho đến pháp xứ không là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Nhãn giới cho đến ý giới không là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Sắc giới cho đến pháp giới không là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Nhãn thức giới cho đến ý thức giới không là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Nhãn xúc cho đến ý xúc không là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Địa giới cho đến thức giới không là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Nhân duyên cho đến tăng thượng duyên không là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Vô minh cho đến lão tử không là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa không là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không không là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Chân như cho đến cảnh giới bất tư nghị không là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Thánh đế khổ tập diệt đạo không là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo không là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện không là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Tám giải thoát cho đến mười biến xứ không là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Tịnh quán địa cho đến Như Lai địa không là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Cực hỷ địa cho đến pháp vân địa không là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa không là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Năm loại mắt, sáu phép thần thông không là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng không là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả không là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của đại sĩ không là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả không là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Quả dự lưu cho đến độc giác Bồ Đề không là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Tất cả hạnh Đại Bồ Tát, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật không là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đều học trong đó, gọi là học bình đẳng. Nhờ học bình đẳng nên mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát vì sắc tận mà học, cho đến vì quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật tận mà học, là học trí nhất thiết trí phải không? Nếu Đại Bồ Tát vì sắc lìa mà học, cho đến vì quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật lìa mà học, là học trí nhất thiết trí phải không? Nếu Đại Bồ Tát vì sắc diệt mà học, cho đến vì quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật diệt mà học, là học trí nhất thiết trí phải không? Nếu Đại Bồ Tát vì sắc không sanh mà học, cho đến vì quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật không sanh mà học, là học trí nhất thiết trí phải không? Phật dạy: Thiện Hiện, theo lời ông hỏi, nếu Đại Bồ Tát vì sắc cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật tận lìa diệt không sanh mà học, là học trí nhất thiết trí phải không? Thiện Hiện, ý ông thế nào? Chân như của sắc cho đến chân như của quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật có tận lìa diệt đoạn không? Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn không, bạch Thiện Thệ không. Phật dạy: Thiện Hiện, nếu các Đại Bồ Tát đối với